Ca sĩ Ngọc Sơn nói gì trước cáo buộc vi phạm pháp luật về đất đai tại Bình Thuận? Cách đây không lâu, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung té ngửa thông tin ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu 5 hecta đất ở Bình Thuận, làm trang trại và xây dựng một số công trình phụ hay ca sĩ Ngọc Sơn chỉ sở hữu hơn 4 hecta đất tại Bình Thuận. Được biết, các thông tin này xuất hiện căn cứ vào công văn cung cấp thông tin số 2197 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Sau khi xuất hiện thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện phối hợp với các đơn vị kiểm tra. Thời điểm kiểm tra không có mặt ca sĩ Ngọc Sơn hoặc người đại diện được ủy quyền. Đoàn kiểm tra đã xác minh và xác định đất của ca sĩ Ngọc Sơn ở khu vực này có 4 hecta nguồn gốc sang nhượng và đã được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên khi kiểm tra lại thì ca sĩ Ngọc Sơn hoàn toàn không đứng tên thừa đất nào mà là do các hộ gia đình cá nhân khác đứng tên. Ngày 24 tháng 10 ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã ký văn bản trả lời ca sĩ Ngọc Sơn. Phía ca sĩ Ngọc Sơn cho biết Phần đất làm đường bê tông, ao cá, trên đất nông nghiệp mà các thông tin đăng tải không thuộc phần đất của Ngọc Sơn. Các phần đất này đều do các cá nhân khác đứng tên. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc và Ủy ban Nhân dân xã Hàm Đức cũng chưa từng liên lạc mời Ngọc Sơn, cũng như không có bất kỳ văn bản thư mời nào với nội dung mời anh đến làm việc. Bởi vậy, không có chuyện Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc nhiều lần mời Ngọc Sơn đến làm việc nhưng anh đều vắng mặt. Ngọc Sơn cũng nhấn mạnh, anh không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào với đất đai tại thôn 7, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Vì lẽ đó, việc Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc thông tin sẽ tiến hành kiểm tra, giả soát và xử lý nghiêm sai phạm của Ngọc Sơn là không có cơ sở pháp lý. Cũng trong chiều 28 tháng 10 tại cuộc giao ban báo chí thường kỳ do Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội nhà báo Bình Thuận tổ chức, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã có văn bản tuyên bố thông tin Ngọc Sơn mua 50 ha đất nông nghiệp làm trang trại và xây dựng công trình phụ vi phạm pháp luật là chưa chính xác phía lãnh đạo huyện hàm thuận bắc cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc và gửi lời xin lỗi đến ngọc sơn vì đây là sai sót của vài cá nhân của phòng tài nguyên và môi trường huyện tham mưu không đúng dẫn đến sự việc đáng tiếc Nói về 50 hectare đất đang đầu tư tại Bình Thuận, đại diện ca sĩ Ngọc Sơn khẳng định Ngọc Sơn và các cổ đông khác của tập đoàn Ngọc Sơn có mua 50 hectare đất nông nghiệp ở vùng giáp danh huyện Bắc Bình, huyện Hàm Thuận Bắc, thành phố Phan Thiết. Riêng ca sĩ Ngọc Sơn sở hữu mười mấy hectare. Trước vụ việc này, ca sĩ Ngọc Sơn cũng lên tiếng xác nhận để làm rõ mọi chuyện, hy vọng nhận được sự thấu hiểu của khán giả về những thông tin sai lệch xuất hiện thời gian qua. Kể từ khi những thông tin này xuất hiện, dù danh tiếng và cuộc sống, công việc bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng Ngọc Sơn vẫn luôn im lặng. Anh mong muốn khi đã làm rõ với các bên liên quan sẽ cho khán giả câu trả lời rõ ràng minh bạch nhất. Từ khi những thông tin này xuất hiện, dù danh tiếng cuộc sống và công việc bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng Ngọc Sơn vẫn luôn im lặng. Tôi mong muốn làm rõ với các bên liên quan, rồi sau đó sẽ cho khán giả câu trả lời rõ ràng minh bạch nhất. Bởi từ trước đến nay, dù làm việc gì, Ngọc Sơn vẫn đặt tinh thần thượng tôn pháp luật lên hàng đầu.